Điện Biên, miền đất Tây Bắc vời vợi nghìn trùng, là địa danh ghi dấu ấn lịch sử thời đại, thu hút nhiều nhóm cư dân đến sinh sống lập nghiệp. Với lịch sử phát triển hàng nghìn năm, lịch sử đất Mường Thanh đã trải qua không ít sự kiện dữ dội và bi hùng. Phát huy thế mạnh của vùng đất lịch sử và những giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, ngày nay, trên dải đất này, đồng bào các dân tộc anh em đã và đang cùng nhau sống trong khối đại đoàn kết, xây dựng Điện Biên ngày một giàu và đẹp hơn. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Bộ Công an đã phối hợp với tỉnh Điện Biên cùng với sự đồng hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngân hàng thương mại hỗ trợ trên 130 tỷ đồng, xây dựng hơn 2.700 ngôi nhà cho bà con đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Người dân sinh sống tại hai huyện Mường Nhé và Nậm Pồ không thể quên được trận lũ hồi cuối tháng 6 năm 2018. Mưa lũ đã khiến nhiều tuyến đường liên xã, liên huyện bị chia cắt, nhiều nhà tạm bị trôi, nhiều thôn bản bị cô lập. Lũ ống, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi, cuốn đi bao nhiêu ngôi nhà cùng của cải của bà con tích góp trong nhiều năm. Ngay khi nhận được tin, lực lượng công an tỉnh Điện Biên đã triển khai lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhanh chóng có mặt tại vùng lũ, giúp dân kịp thời di chuyển đến nơi an toàn, vận động di rời các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở, bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, và hỗ trợ động viên cùng trao những phần quà đầy ý nghĩa cho bà con chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai. Cuộc sống của bà con nơi cực Tây của Tổ quốc đã vất vả, giờ lại còn khó khăn hơn gấp bội. Ngôi nhà mà người dân tích góp bao nhiêu năm mới xây dựng được, cái ăn chưa đủ no, giờ trong một đêm mất đi hết. Cũng vì thế, những phần tử xấu đã lợi dụng, lôi kéo, tuyên truyền người dân tham gia các hoạt động xấu trái với pháp luật, nhà nước, dẫn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phức tạp hơn. Mường Nhé là một địa bàn trọng điểm về quốc phòng an ninh của cả nước, với hai tuyến biên giới ở Việt Lào, Việt Trung. Trên gần 90% là đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ những năm 2000, dân của rất nhiều tỉnh di cư vào Mường Nhé, phá vỡ quy hoạch dân cư, gây ra những bất ổn về tình hình an ninh trật tự, nổi lên hoạt động lôi kéo kích động một bộ phận nhân dân di cư đến tuyến biên giới Việt Lào. Trước diễn biến tình hình đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã tích cực huy động nguồn kinh phí xã hội hóa, chỉ đạo Công an tỉnh Điện Biên tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo, các hộ khó khăn về nhà ở, xây dựng nhà ở bán trú cho học sinh tại các huyện khó khăn của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo các địa phương rà soát danh sách đối tượng thụ hưởng, nắm tình hình, vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an và sự chỉ đạo của Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân và Công an huyện Mường Nhé cùng với chính quyền tại địa phương đã nhanh chóng xuống địa bàn, nắm bắt, tìm hiểu rõ tình hình các hộ gia đình và lựa chọn ra 1.149 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để được hỗ trợ làm nhà. Trong đó có 404 hộ dân bản địa, 559 hộ dân theo tôn giáo, 29 hộ có người vi phạm pháp luật. Điều này cho thấy Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và chính quyền tỉnh, địa phương rất coi trọng việc quan tâm đến đời sống người dân và sẵn sàng hỗ trợ các hộ dân khó khăn, không phân biệt tôn giáo hay bất kể lý do gì. Với vai trò là đơn vị đi đầu trong thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà tại Điện Biên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn các xã bản của huyện để triển khai thực hiện kế hoạch. Bắt đầu được triển khai từ quý 3 năm 2019, với phương châm nhà nước hỗ trợ, nhân dân làm nhà và nguyên tắc cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm nhà. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên và Ủy ban nhân dân huyện Mường Nhé đã hoàn thành 100% chương trình bàn giao nhà theo đúng tiến độ.
trong buổi lễ trao tặng nhà tình nghĩa tại huyện Mường Nhé, những gia đình được nhận quà không thể giấu nổi niềm vui mừng, phấn khởi. Vì sau bao nhiêu ngày mong đợi, họ đã được sống trong ngôi nhà mơ ước, không phải sống trong ngôi nhà lúc nào cũng lo bị dột hay sập xuống khi trời mưa đến. Gia đình anh Hầu A Giàng ở bản Hủy Pết, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé là một trong những gia đình được nhận hỗ trợ làm nhà trong đợt này. Ngày trước, gia đình anh hết sức khó khăn, cả gia đình sống trong ngôi nhà dột nát, sập sệ. Cuộc sống hết sức bấp bênh, nên lúc nào gia đình cũng trong tình trạng bữa đói, bữa no. Muốn đổi làm một nghề gì đấy giúp gia đình khá hơn thì cũng không có vốn, vì đi làm còn phải để ra một khoản tiền để hàng năm sửa nhà trước khi mùa mưa tới. Cũng vì gia đình quá nghèo nên anh cũng không nghĩ tới đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Từ ngày được trao tặng ngôi nhà mới và ở đến giờ đã gần được 3 năm, cuộc sống gia đình anh ngày càng được ổn định hơn. Anh đi làm không phải lo lắng đến chỗ ở nữa, nên cũng bỏ ra được một số vốn, mua một cái máy sắt gạo, sắt thóc cho các hộ gia đình trong bản, kiếm thêm cho gia đình nguồn thu nhập. Tuy nguồn thu nhập không đáng là bao, nhưng đó cũng tạo động lực cho anh dám nghĩ, dám làm. Thực hiện chủ trương của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an kêu gọi xã hội hóa làm nhà cho người nghèo, Công an huyện đã tham mưu cùng với các ban ngành của huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các cái chủ trương này. Khi mà đồng bào đã có được cái nơi ăn, chỗ ở ổn định thì thể hiện cái tư tưởng rất là tin tưởng, phấn khởi vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, từng bước từng gia đình một đã có cái bước phát triển về kinh tế, từng bước ổn định đời sống. Mà qua thực tiễn đi cơ sở trực tiếp vào các hộ gia đình mà được hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo thì các đồng chí đã biết là đời sống của người dân đã từng bước thay đổi lên. Sống trong ngôi nhà sập sệ, cuộc sống lo ăn từng bữa, ước mơ biết bao giờ mới có của ăn của để, quả là rất xa vời. Năm 2019, gia đình Thảo A Gia đã được Bộ Công an trao tặng nhà tình nghĩa từ nguồn vốn xã hội hóa. Cuộc sống đã từng bước đổi thay, không chỉ chăm lo kinh tế gia đình mà anh Thảo A Gia còn mở thêm xưởng đồ gỗ, chuyên làm nhà, làm đồ gia dụng, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho nhiều người trong bản, trong xã. Đến nay, già được bà con trong bản tin yêu, chính quyền địa phương tin tưởng giao cho giữ chức trưởng bản. Thảo A Gia đã cùng chính quyền địa phương cộng tác với lực lượng chức năng, vận động bà con trong bản tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần làm cho bản Hủy Khon Hai trở thành điểm sáng về an ninh trật tự của cả xã nói riêng và của toàn huyện Mường Nhé nói chung. Năm 2011 ấy, thì là cho bản khó có cái vụ tụ tập là đấy, là họ sẽ lôi kéo cho mình để tụ tập hoặc là vào đấy lại để đón vua. Thì là sau những cái vụ đấy là đưa Đảng nhà nước là nó sẽ vận động, họ hứa là họ sẽ là lập vương quốc Mông, lập vương quốc Mông, nhưng mà cái đấy là một cái say trái chống với Đảng pháp luật của nhà nước. Thì là tôi cũng được Đảng nhà nước ấy vận động để quay về gia đình. Thưa cái thời điểm đấy về đến hiện tại là tôi sẽ không nghe, không theo mới lại là cái kệ xấu, cái thế lực thủ địch mà lôi kéo, mà theo như Đảng pháp luật của nhà nước. Thì bây giờ cái cuộc sống của tôi là tôi sẽ được thay đổi sếp. Vàng A Sình ở bản Hủy Khon Hai, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé từng bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào cuộc tụ tập đông người tại huyện Mường Nhé vào năm 2011. Không chịu nổi cảnh sinh hoạt tạm bợ trong một không gian chật hẹp, ô nhiễm môi trường, hai vợ chồng Sình và ba đứa con đã bỏ về, nhưng bị các đối tượng xấu quyết chặn lại. Sình và gia đình chỉ được giải thoát khi các cơ quan chức năng xuất hiện. Dù nhận được nhiều sự hỗ trợ từ nhà nước trong những năm qua, song đến năm 2017, gia đình Vàng A Sình và khoảng 20 hộ dân trong bản lại bị lôi kéo tham gia vào tà đạo bà cô dợ. Họ được tuyên truyền rằng nhà nào không có tiền để làm nhà hay mua trâu bò sẽ được bà cô dợ giúp đỡ. Gia đình A Sình và một số hộ dân trong bản không chịu làm việc, ngồi chờ được cho tiền. Nhưng làm gì không lao động mà lại có ăn, cuộc sống của những hộ dân đó ngày càng cơ cực. Trước tình hình đó, Công an huyện Mường Nhé đã đến tuyên truyền, vận động cho gia đình anh biết và nhận ra,
tránh xa những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời, gia đình A Sình cũng được Bộ Công an trao tặng nhà tình nghĩa, nên cuộc sống gia đình ngày càng ấm no hơn, không phải lo về chỗ ở. Từ đây, Vàng A Sình đã nhận ra bộ mặt thật của tà đạo bà cô dợ và quay trở về với đạo cũ của mình là Tin Lành Liên Hữu Cơ Đốc. Giờ thì Vàng A Sình đã cộng tác với chính quyền địa phương, phối hợp cùng với ban ngành trong xã, tuyên truyền cho bà con trong bản luôn sống và làm việc theo đúng đường lối pháp luật của nhà nước, đi theo đạo chính thống được nhà nước Việt Nam công nhận. Dành nhau trò hỗ Liên Hữu Cơ Đốc mà ở thế cậu xa nữa cũng họ gặp là một trò công dạy. Tao đi ở trong phải là biết không? Chỉ tao cho công an thế ở tiết trời tôi khóc khe là chỉ tôi vận động và cú như nó cú tao cả lò. Chỉ tiết trời họ lú thế ba tao cú ít lú chế nhau. Là tao cho thì ý giờ nó chơi hòa trong không khí kỷ niệm 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên, Tỉnh ủy Điện Biên phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo huyện Mường Nhé, triển khai xây dựng sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn các cơ quan đơn vị đã tích cực phối hợp, ủng hộ về vật chất, tinh thần để gần 1.200 hộ nghèo ở Mường Nhé có được ngôi nhà kiên cố hơn. Qua đó, góp phần cho các hộ dân yên tâm lao động sản xuất, bám đất, bám bản, hạn chế được việc di cư tự do và tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật của các thế lực thù địch phản động. Góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia phía Tây Bắc của Tổ quốc. Cũng qua đó, các giá trị nhân đạo, nhân văn càng được lan tỏa, trở thành nét đẹp rất đáng trân trọng trong đời sống cộng đồng, góp phần tô đậm thêm truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh niềm vui của gần 1.200 hộ dân trên địa bàn huyện Mường Nhé, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và lực lượng công an nhân dân rất trăn trở khi còn nhiều hộ dân đang sinh sống trong các căn nhà tạm, cần sự tương trợ để đồng bào ổn định cuộc sống. Xuất phát từ thực tế đó, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã kêu gọi vận động nguồn vốn xã hội hóa do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tài trợ để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hơn 600 hộ nghèo huyện Nậm Pồ, nhằm mục tiêu ổn định cuộc sống, giảm bớt khó khăn, tạo tiền đề cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng và biên phòng toàn dân vững chắc tại biên cương của Tổ quốc. Ngay sau khi có chủ trương do Bộ Công an phát động, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo huyện Nậm Pồ theo phương châm nhà nước hỗ trợ, nhân dân làm nhà, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm nhà. Trời mưa, con đường từ trung tâm huyện Nậm Pồ đi đến các xã trên địa bàn đã khó, lại càng khó đi hơn. Nhưng với chiến sĩ công an huyện Nậm Pồ thì không khó khăn nào ngăn cản được các anh đến với bà con dân bản. Ngày trước, gia đình anh Mua ở bản Lai Quang, xã Nà Hì, huyện Nậm Pồ, sống trong ngôi nhà đất cũ nát, trong khi nhà có mẹ già, tuổi cao, sức yếu, kinh tế khó khăn. Mặc dù Nà Hì là xã trung tâm của huyện Nậm Pồ, nhưng để đến được với bản Lai Quang, và đặc biệt là nhà anh Mua, thì cán bộ chiến sĩ công an huyện phải đi bộ cả một đoạn đường rất xa. Chính vì thế, gia đình anh Mua dù có điều kiện sửa nhà, nhưng vận chuyển vật liệu cũng không dễ dàng. Từ khi nhận được nhà ở thì cuộc sống của gia đình anh ngày càng tốt hơn. Trong ngôi nhà mới chất đầy những bao thóc, giờ đây gia đình anh không phải lo cái ăn, cái ở nữa. Cùng với nhiều hộ gia đình được nhận nhà từ chủ trương hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo huyện Nậm Pồ, cuộc sống của gia đình anh Mua cùng bà con nơi đây ngày một ổn định hơn. Là trưởng nhóm đạo Tin Lành tại bản Lai Khoang, nhờ được hỗ trợ làm nhà lại được lực lượng công an thường xuyên đến tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Giờ anh Mua là người gương mẫu trong điểm nhóm, sống tốt đời đẹp đạo, không vi phạm pháp luật. Anh Thảo A Sùng lấy vợ và về ở rể tại bản Lai Khoang. Về đây, anh được gia đình nhà vợ cho một căn nhà hai gian, bếp đun lẫn với nhà ở. Gia đình lại đông con cái còn nhỏ. Vợ chỉ ở nhà lo bếp núc và chăm con. Một mình anh lo kiếm tiền để trang trải cuộc sống gia đình.
Nhưng ở cái vùng này, ngoài việc trồng ruộng nương ra thì không biết làm gì kiếm ra tiền. Tất cả chi tiêu trông chờ vào hạt lúa trổ bông. Năm nào lúa được mùa thì nhà con đủ ăn. Năm nào mưa nhiều, khí hậu khắc nghiệt, lúa mất mùa thì gia đình anh lại phải đi vay, đi mượn. Nhiều lúc anh nghĩ không biết con lớn lên thì lấy gì cho con ăn học. Từ khi anh được Bộ Công an trao tặng nhà tình nghĩa thì ước mơ của anh đã và đang dần dần được thực hiện. Nhìn con trẻ được ở, được vui chơi trong ngôi nhà mới, nhìn con được học hành mà vợ chồng anh thấy tương lai rộng mở. Giờ đây, sau gần 2 năm được tặng nhà, gia đình anh đã bỏ ra được một số vốn, mua được ít vật nuôi, gia súc, để khi nào có lúc cần đến, anh có khoản bán đi mà chi. Sau này con cái muốn học hành lên cao thì anh vẫn lo được cho chúng. Các hộ gia đình trên địa bàn xã Hì sau khi được hỗ trợ làm nhà thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động các hộ gia đình là chấp hành tốt các quy định của nhà nước, đồng thời là phối hợp với cơ quan công an để làm tốt cái tình hình đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời là vận động những cái hộ gia đình là những cái trưởng bản, trưởng các điểm nhóm tôn giáo là tuyên truyền vận động các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến tất cả các tín đồ trong điểm nhóm cũng như là nhân dân trong bản. Rút kinh nghiệm từ việc hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo của hai huyện Mường Nhé và Nậm Pồ trước đây, căn cứ vào nhu cầu sử dụng thực tế, các nét văn hóa của từng dân tộc, giá thành nguyên vật liệu và sự đồng thuận chủ trương từ cấp huyện, tỉnh, các đơn vị đã triển khai làm nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Điện Biên Đông theo mẫu 36B mà Bộ Công an phê duyệt, nhưng bằng nguyên vật liệu khác, không sử dụng hoàn toàn bằng tôn. Các căn nhà được xây bằng tường gạch ba vanh, mái nhà bằng tôn lạnh, chống nóng, nền cứng và vẫn đảm bảo diện tích sử dụng 36m² theo quy định. Kinh phí hỗ trợ tối đa làm nhà mới không quá 55 triệu đồng một hộ. Việc mà hỗ trợ của Bộ Công an, đặc biệt là đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm đối với đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, chúng tôi thì phải nói là đây là một trong những cái niềm vui vô cùng lớn lao của không riêng gì của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, mà là niềm vui chung của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức cũng như là các lực lượng trên địa bàn huyện Biên Đông. Cái tình hình về an ninh chính trị cũng như trật tự an toàn xã hội, cũng như việc mà bà con ủng hộ cái lực lượng công an trong cái việc bảo vệ chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như là tạo điều kiện cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm thì có những cái chuyển biến và có những cái khởi sắc rất lớn, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền phổ biến dân tộc. Bao đời nay, người dân ở bản Suối Lư Ba vẫn sinh sống quây quần bên nhau. Họ sống thành quần cư, mái nhà san sát mái nhà. Trong khi đó, nơi đây toàn là đồi núi cao, vì vậy chỗ ở bị thiếu mà đất canh tác cũng ít. Xuất phát một phần từ phong tục tập quán, một phần do ảnh hưởng của khí hậu. Nơi đây, một năm người ta chỉ làm một vụ lúa nương, thời gian còn lại hầu hết là rảnh rỗi. Dù là ban ngày, ta vẫn bắt gặp những tốp người cùng nhau ngồi quây quần bên bếp lửa. Cuộc sống của người dân ở đây thì nói thực sự vất vả. Bản Suối Lư 123 này là một trong số những bản mà người dân tộc đông nhất và cái địa hình đi lại vất vả nhất. Mùa mưa thì những cái con đường như này đây là đường chính vào bản thôi, chứ còn nếu như mà đường lên các hộ dân trên kia mùa mưa, thậm chí là đi bộ còn rất khó khăn, chứ không nói đến cái vấn đề đi xe máy. Và cái quá trình vận chuyển nguyên vật liệu nên cũng rất là vất vả. Còn những hộ gia đình đây thì thậm chí là có những hộ là 3-4 thế hệ cùng chung sống trong một cái căn nhà nó rất là nhỏ, chỉ khoảng chừng có khi chỉ khoảng chừng 20-30m², mà bước lên trên cái căn nhà đấy thì mình đi thậm chí là mình còn sợ ngã. Sâu thẳm trong mỗi người chúng ta, lúc nào cũng mong muốn được sống trong ngôi nhà mới khang trang thuộc về mình. Khao khát đó càng cháy bỏng hơn khi mà người dân ở bản Suối Lư Ba được hỗ trợ làm nhà. Ngày mới lại bắt đầu trên bản Suối Lư Ba xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông. Bầu không khí nhộn nhịp ấm áp tràn ngập khắp bản làng. Tất cả xuất phát từ những thanh âm lao động rộn rã, nỗ lực ngày đêm của các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh và nhân dân trên địa bàn gấp rút hoàn thiện các căn nhà. Ngay từ khi vào bản, ta thấy không khí tấp nập khẩn trương của người dân. Họ gọi nhau đi làm nhà hộ, người có xe máy thì chuyển đồ đến những nhà xa trong bản. Chị em phụ nữ thì làm những công việc nhẹ hơn, chuyển những đồ nhẹ hơn. Có những em bé còn đang nằm trên lưng mẹ cũng vẫn được mẹ cho đi làm cùng. Người có của, người có sức giúp sức, mong sao cuộc sống của bà con trong bản mình ngày một tốt đẹp hơn.
khi mà mình xuống gần cơ sở như này thì khi mà đi làm nhà, đi cùng với bà con làm nhà, cảm giác còn vui hơn chính là làm nhà cho bản thân mình. Đi vào các bản này thấy gần như là cả bản đều tập trung làm nhà, đến nhà nào cũng nói về cái câu chuyện làm nhà và nhà nào cũng để ý xem là các hộ gia đình có cần hỗ trợ gì không. Và mình cảm thấy là cái tâm tư tình cảm của bà con tốt lắm, họ phấn khởi lắm, họ vui lắm. Vào những cái nhà dân, bọn mình rất là để ý, khi mà vào nhà dân như vậy thì mình không dám ở lại sinh hoạt ăn uống cùng với bà con, tại vì là họ thuộc dạng hộ nghèo. Thế nhưng mà có khi mà người dân biết là cán bộ vào như vậy thì cả những cái nhà được hỗ trợ đấy là họ cố gắng họ giữ lại để ở lại ăn cơm, cái bữa cơm của họ rất là bình thường thôi. Thế nhưng mà cảm thấy cái tình cảm trong đấy nó rất là chân thành, và người dân họ rất là thích, họ rất là hào hứng với cái niềm vui được hỗ trợ đấy. Gia đình chị Lô Thị Linh là một hộ nghèo điển hình tại nơi đây. Gia đình 3 thế hệ với 9 thành viên đang cùng sinh sống trên một ngôi nhà sàn với diện tích chưa đầy 50m2. Trong nhà không có gì đáng giá, nhà dột, nhà tạm, mùa đông, gió thổi rít qua từng khe hở của vách tường. Mùa mưa, nước theo gió tạt vào trong nhà. Cũng như bao hộ khác, gia đình nhà Lô Thị Linh cũng ít đất canh tác và cũng chỉ làm một vụ lúa, nên năm nào cũng thiếu ăn, con cái thì phải nghỉ học sớm vì gia đình không có đủ tiền. Ước mơ có một ngôi nhà mới để ở thì không biết đến bao giờ. Từ khi được Bộ Công an hỗ trợ làm nhà ở, thì trên khuôn mặt tất cả thành viên trong gia đình luôn tràn đầy vẻ tươi cười. Cả gia đình chung tay cùng với chính quyền và được sự giúp đỡ của bà con trong bản đang cùng nhau hoàn thiện ngôi nhà. Cũng là vừa vui vừa run, vui quá, run nữa. Gia đình thì khó khăn, nghèo quá, nhà nước có tấm lòng hỗ trợ bao nhiêu thì lấy bao nhiêu. Ở gia đình khó khăn, không có tiền, tâm lòng thì trong lòng thì muốn có, muốn được rộng, được to, được cao. Điều kiện khó khăn, không có một đồng nào. Nhà nước không hỗ trợ, không giúp thì cũng ở trên đất, trên đai thì thôi. Không thắc mắc cái gì cả. Nhà nước có tâm lòng giúp bao nhiêu thì lấy bao nhiêu. Cảm ơn với nhà nước. Điện Biên là một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội, văn hóa, đồng thời là địa bàn trọng yếu về quốc phòng an ninh. Do đó, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh phải luôn gắn liền với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con, phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân trong bảo vệ quốc phòng an ninh tại địa bàn, tạo điều kiện cho bà con có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, chính là một bước ngoặt tốt cho tương lai con em dân tộc vùng cao nơi đây.